Xin chào quý vị khán giả, xin chào bà con cô bác gần xa của kênh Paris Ánh Sáng và Việt Nam Today. Để tiếp theo phần 1, bây giờ đến phần 2 là cái phần mà tôi sẽ muốn biết tất cả những cái giấy tờ liên quan đến cháu Lan. Dạ, xin chị Sơn cho em biết là chị có lúc mà cho cháu đi làm con nuôi thì theo em nghe cháu Hoài nói là tất cả những cái giấy tờ đã được hợp thức hóa bên Sở Tư pháp của tỉnh Hưng Yên hay là Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã có tỉnh Bắc Giang. Nhưng mà tại sao mình ở Hưng Hưng Yên mà phải ra ở tỉnh Hưng Yên, mà tại sao là thành phố Bắc Giang? Dạ, cho con được phép trả lời là khi mà bố mẹ con xin em bé Lan đó là con ở trên Bắc Giang, sau À đó đó con, là thời điểm đó là đang bố ở tại Bắc Giang đó con. Ok. mẹ. Dạ vâng, đó thế sau đó là nhà nước lấy lại cái khu đất đấy thì là nhà nước đền bù tiền. Đấy, nhà nước đền bù tiền thì bố con cầm cái số tiền đi nhà về sống với vợ hai là mẹ con là không có nhà để ở. À đã có, đã có. Ok. Thế À sau cái đó câu là chuyện đó rồi là nữa. nhà con thì là con lên ông bà ngoại ở tại trên Thái Nguyên đó. À. Và sau đó là con về con làm ăn ở dưới Hưng Yên. Sau đó là con mới mua nhà ở dưới Hưng Yên này. Đã Mà có, ok. quê Hưng Yên này thì lại là quê ngoại, là quê sinh ra mẹ con. À về quê quê ngoại đó là quê của chị Sơn đấy, của mẹ con đã có. Ok, bây giờ là coi như là cả gia đình về quê ngoại sống sinh sống, đúng rồi. Ok đã có, vậy là chú hiểu rồi đó. Xin bà con cô bác và quý vị khán giả cũng theo dõi đó cũng cũng hiểu giống như tôi nhá. Vào cái thời điểm đó là ở Bắc Giang, anh chị Sơn thì ở Bắc Giang và sau đó thì được giải tỏa đất thì đã về đó Hưng Yên đúng không? Đấy. Rồi. Rồi bây giờ theo chị Sơn có thể cho em biết là tất cả những giấy tờ đó chị còn giữ gồm có những giấy tờ gì? Dạ, Sở Tư pháp thì gồm có những cái giấy tờ gì ạ? Cháu sang bên làm con nuôi này, rồi giấy giấy thủ tục là nơi sinh của cháu ở đấy ạ, nơi nơi sinh của ông bà mẹ Dạ, nuôi của dạ, cháu ở đấy ạ. dạ, dạ. Dạ cái đó thì em cũng có thấy là cháu Hùng là có đăng lên cái cộng đồng người Việt tại Pháp. Và cũng thưa quý vị khán thính giả và bà con cô bác gần xa, tôi cũng là một trong những người nằm trong cái hội người Việt tại Pháp. Và tôi cách đây 2 ngày tôi đã tình cờ, 2 hoặc 3 ngày tôi đã tình cờ đọc được cái một 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 cái tin nhắn, cái tin mà đăng lên tìm người thân của Hùng muốn tìm lại đứa em, thì tôi cũng đã lóe lên một cái ý nghĩ là nếu là một người, tôi là một người Việt sống tại Pháp đã hơn 30 năm và tôi nghĩ rằng bây giờ tôi phải làm một cái điều gì đó tốt cho cộng đồng và xã hội, thì đây là cái mà tôi cần phải làm. Thì tôi đem hết những cái hiểu biết của tôi đã sống và làm việc tại Pháp hơn 30 năm, nên tôi muốn tôi làm thưa cái gia đình và cũng cho gia đình biết là làm cái công việc này để giúp đỡ gia đình, không phải là vì mục đích, chỉ là mục đích cá nhân chứ không phải là mục đích của một hiệp hội nào cả. Và muốn tại vì mình sống thì coi như là giống như người Việt của mình cũng có nói là lá lá rành lành đùm lá rách ấy.
Thì phải nói là đã là người Việt với nhau thì chúng ta cần phải có sự đoàn kết và giúp đỡ nhau. Thì đây là một cái cơ hội đưa đến cho tôi, tình cờ đưa đến cho tôi, và tôi nghĩ rằng tôi có thể đem những cái hiểu biết và tiếng tâm của tôi đã bao nhiêu năm sống ở Pháp để giúp cho những cái hoàn cảnh như là hoàn cảnh của chị Sơn đây. Nhưng mà phải nói với chị và các cháu rằng cái cuộc tìm kiếm này cũng không phải là cái chuyện đơn giản, không phải là đơn giản. Tại vì theo luật pháp của Pháp, giống như ở phần 1 tôi đã nói, là khi mình đã cho con mình đi rồi thì mình không còn cái trách nhiệm gì cả, và mình về về mặt pháp lý thì là mình hoàn toàn không còn dính dáng gì cả. Nhưng mà về mặt tinh thần thì dĩ nhiên đó là một cái đoạn ruột của mình mà, đúng không chị? Đó là một cái dòng máu của mình mà, máu của mình cũng đang chảy vào trong cái con người của bé Lan đây, không? Nhưng mà có cái là phải thưa với chị Sơn và các cháu là cái văn hóa Pháp ở bên đây, dĩ nhiên bé Lan này sẽ không còn cái văn hóa của người Việt chúng ta nữa, mặc dù cháu là người Việt Nam. Thì gia đình cũng cũng đừng có đừng cái suy nghĩ là cháu nó sẽ không muốn gặp hay như thế nào, nó sẽ vững dư như là người dân, thì cái chuyện đó là đương nhiên rồi đó. Nó không có sống dưới cái mái gia đình của mình thì dĩ nhiên nó đã sống ở bên cái phương trời Tây này, thì nó sẽ trở thành cái văn hóa người Pháp, nó sẽ hoàn toàn là người Pháp 100%, điều đó là đương nhiên nha. À, sau này mình không biết sao, hy vọng rằng với cái nỗ lực cá nhân, em xin nói với lại chị Sơn và các cháu, thì em làm trong cái khả năng của em có thể được làm được, em sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của em. Nếu ngoài khả năng em thì em sẽ cho anh chị, cho chị Sơn và gia đình biết, các cháu biết là tiến chuyển cái cuộc tìm kiếm này nó như thế nào, thì em đi đến đâu thì em sẽ quay những cái clip video đến đấy cho gia đình là và mọi người xem cái hành trình đó đi tìm như thế nào, để cho, tại vì đây là một cái câu chuyện thật, người thật thì mình phải làm một cái câu chuyện việc thật nữa đấy, để cho mọi người xem được như thế này. Và rất là cảm ơn gia đình ngày hôm nay, không phải là cái chuyện dễ dàng để có thể ngồi trước một cái ống kính để đưa lên một cái kênh nói về một cái câu chuyện của gia đình mình, là một cái câu chuyện rất là riêng tư, nhưng mà lại muốn chia sẻ cho mọi người biết. Và gia đình của chị Sơn và các cháu cũng không phải là một trường hợp cá biệt đâu. Theo em nghĩ vào thời điểm đó cũng có nhiều gia đình khác cũng tương tự gần như là cái gia đình của chị. Nhưng mà theo em nghĩ á, chị Sơn à, chị còn có những cái giấy tờ lưu giữ lại, thì những giấy tờ lưu giữ lại rất là quan trọng cho những người đi tìm giống như em, bản thân em đi tìm nó dễ dàng hơn và biết nguồn gốc nó ở đâu. Mặc dù nếu là có cái địa chỉ đó thì em sẽ đi đi đến cái địa chỉ đó, nhưng mà đi đến cái địa chỉ đó không may thì có thể là mấy chục năm rồi, người ta có thể thay đổi nơi chốn ở, thì mình phải làm sao đó. Đó là một cái rất là khó, mình phải như thế nào, phải suy nghĩ. Tại vì em không phải là người làm giống như là bên chưa hề có cuộc chia ly đó, thấy không? Người ta thì người ta quá là chuyên nghiệp rồi, còn này mình là nghiệp dư, mình làm với tấm lòng. Và ngày hôm nay cũng muốn nói với lại chị và các cháu, tại vì thấy ở trong cái đăng bài của cháu Hùng ở trên cái cộng đồng mạng thì nói là gia đình có hậu tạ. Nhưng mà xin thưa chị, ngày hôm nay xin thưa chị và các cháu, em làm điều này là làm cho cả tấm lòng, chứ em không cần phải phải hậu tạ, không cần gì hết. Nếu chị và các cháu có muốn mà có tốt nữa thì hãy cầu nguyện cho em đi, cầu nguyện cho em có
có gặp nhiều may mắn trong cái cuộc tìm kiếm này, nhưng mà thật ra thì sự hậu tạ thì em hoàn toàn sẽ không nhận đâu. Em chỉ làm với tính chất cá nhân, và em nghĩ rằng là một người Việt sống ở nước ngoài, tại sao chúng ta không thể không mở lòng ra đón nhận những cái câu chuyện như gia đình chị, để có thể nếu mà em làm trong khả năng của em, tại vì em cũng có công việc riêng của em nữa, em làm khi nào em rảnh thì phải sắp xếp thời gian. Và ngày hôm nay em cũng nói luôn cho chị biết là cái địa chỉ mà em xem được ở trên cái trang mà cháu Hùng mà đăng lên á, thì cái địa chỉ đó nó cách nhà em là 678 cây số về hướng nam, nó nằm ở miền trung nước Pháp. Và xin nói cho chị biết là cách đây 2 ngày, cái thành phố Saint Etienne nó đã trở thành một cái ổ dịch Corona tại thành phố này, và nó nằm trong cái ổ dịch là cái zone đó, là một khu vực màu đỏ, báo động đỏ đó. Nên có thể là trong khoảng thời gian này em sẽ không thể nào đi đến cái thành phố đó được, tại vì nó đang là một ổ dịch, không thể nào mình vào đó, nó rất là nguy hiểm. Chị và các cháu cũng thông cảm giùm cho em cái điều này, nhưng em đã hứa ngày hôm nay, hứa là sẽ cố gắng giúp cho chị đến đâu. Câu chuyện đi tìm kiếm cháu Lan như thế nào thì em sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà em có thể làm được. Và em xin nói với chị rằng câu chuyện của chị không phải là câu chuyện đầu tiên, mà cũng không phải là câu chuyện cuối cùng cho kênh Việt Nam Today và Paris Ánh Sáng. Tại vì sau cái câu chuyện của chị, chú nói với Hùng bữa hổm, chú nói chuyện với con ở trên cái cộng đồng mạng, và cũng có một cái trường hợp tương tự giống như gia đình của chị đây, cũng đã tiếp xúc với lại em, và em cũng đã tiếp xúc với người đó. Và em nghĩ rằng chương trình của chị là chương trình đầu tiên, và cũng không phải là lần cuối, chương trình cuối cùng mà em sẽ làm, tại vì em cố gắng làm tất cả, mang cái sự hiểu biết của mình, mang những cái gì mà mình đã học hỏi được ở nước này, để ở cái một cái xã hội văn minh như thế này, mình biết nói tiếng, tại sao mình không có thể nào mình giúp đỡ cho những gia đình những câu chuyện giống như như vậy được. Thì nên và là em chỉ có nói như thế thôi. Cái này cái tâm tình của em đấy, muốn trải lòng với gia đình và mọi người đấy. Thì em xin chị là đừng nghĩ đến cái chữ cái từ mà hậu tạ nha, em sẽ không nhận đâu, em không nhận đâu, tại vì em có đứa con gái, muốn làm vậy là để phước lại cho con gái đó, chứ nó thẳng thắn là nó như vậy đi đó, không có cái gì hết trơn á. Gia đình con nha, cảm ơn chú nhiều lắm. Không biết nói gì thôi, thì về gia đình chúng em thì chỉ biết là tôi xin cảm ơn các bác với lại nói chung là các chú hợp ý. Dạ đấy, thì không có gì cho chị, cảm ơn thì em nghĩ là để sau này cảm ơn đi, bây giờ chưa cảm ơn được đâu, tại vì chưa chưa tìm được, chưa đi, chưa làm gì hết, cảm ơn trước em cảm thấy nó áy náy hay sao. Nhưng mà thôi, thà mình trước lạ sau quen, thấy không, thì như thế này thì mình giữ công tác. Và xin thưa với lại chị và các cháu là em đi tới đâu, chú đi tới đâu tìm kiếm, khi mà chú xuất phát để đi thì chú sẽ làm từng clip một đưa lên và báo cho Hùng nhé. Chú và Hùng sẽ giữ giữ cái quan hệ với nhau nha con nhé. Còn còn Hoài á với là chị á, mà có giấy telephone, có số telephone hay là cái Zalo gì đó, thì cứ ấy bảo Hùng là mình coi như là liên lạc với nhau ha, đừng để mất liên lạc đấy. Thì đi đến đâu thì em sẽ làm những cái clip video đến đấy, trên trên đường đi để. Nhưng mà hiện giờ thì cái thành phố Saint Etienne đó nó là một cái ổ dịch Covid à, nên phải tránh nó vào thời điểm này. Nhưng mà cách đây thì có thể là trong 15 ngày nữa, không biết cái tiến triển của cái dịch cái bệnh dịch dịch Covid này nó như thế nào, thì nếu mà nó có khả năng khá hơn thì
em sẽ sẵn sàng đi, mà trước khi em đi sẽ báo cho gia đình biết trước và sẽ là đi đến đâu làm được clip đến đó. Thì có nghĩa là đi xuống thành phố đó sẽ phải mất 2 ngày, thì em sẽ xin nghỉ làm 2 ngày em đi đó, đó. Đi để tìm kiếm cho gia đình. Và là ngày hôm nay, thưa quý vị khán giả của kênh Việt Nam Today, xin chào bà con cô bác của Paris Ánh Sáng. Đây là câu chuyện thật và tôi sẽ cố gắng hết sức, hết khả năng của mình có thể làm được, kể cả về tinh thần vật chất, để đi tìm cái cô bé Đỗ Thị Lan này. Nhưng mà đây là một hành trình đầy khó khăn chứ không phải là chuyện dễ dàng. Về pháp lý thì chúng ta đã không nằm trong 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 cái điều kiện pháp lý ổn định rồi, hiểu không? Nhưng mà tôi sẽ tin tưởng vào cái khả năng ngoại giao của tôi để có thể làm cho cái câu chuyện này nó được tiến triển tốt đẹp hơn. Thì mong quý vị khán thính giả của kênh Việt Nam Today và bà con cô bác gần xa của Paris Ánh Sáng cùng gia đình chị Sơn và các cháu Hoài, Hương và Hùng xin nhẫn nại để chờ những cái cuộc tìm kiếm này nó đi đến đâu. Và xin gia đình cũng đừng có quá hy vọng nha, đừng quá hy vọng vào 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 em, nhất là chị Sơn đó, vào em, tại em làm tất cả những gì trong khả năng của em thôi. Nếu mà ngoài khả năng em thì em sẽ cho gia đình biết tại sao em không thể nào đi đến được, bởi những cái khúc mắc gì, em sẽ hoàn toàn minh bạch cho gia đình và bà con cô bác và khán giả biết được về cái câu chuyện nó như thế nào, nó sẽ đi đến đâu. Em chỉ làm trong cái tư cách là cá nhân thôi chứ không có là trong một cái hội từ thiện nào cả, nên tính cách cá nhân thì nó cũng vẫn là có một sự hạn hẹp về cái cách mà giao tiếp hay là về cái giấy tờ đấy, tư pháp này kia. Thì bộ em làm tất cả những gì em có thể làm được. Xin đến đây xin cảm ơn quý vị khán thính giả kênh Việt Nam Today và bà con cô bác của Paris Ánh Sáng, và xin cảm ơn chị Sơn và các cháu đã có nhiều can đảm để lên đây nói về cái câu chuyện của mình, một câu chuyện rất là đau thương. Thì để kết thúc cái câu chuyện mình của chúng ta ngày hôm nay, xin chị Sơn và các cháu có thể cho một cái lời nói gì đến tất cả khán giả của Việt Nam Today và Paris Ánh Sáng, và mọi người có thể chị có thể nhắn nhủ gì? Xin mời chị và các cháu. Con xin thay mặt là mẹ đại diện xin nói và gửi gắm xin chương trình và tất cả mọi người trên đài là con rất là mong muốn mọi người và thương cảm cho gia đình nhà con ủng hộ và chia sẻ con biết là để nhanh chóng mà tìm được em con là con xin rất cảm ơn tất cả mọi người trên đài cũng như là chú, nhất là chú. Dư là chưa, tuy rằng là chú chưa tìm và chưa coi như là đến tận nơi để tìm, nhưng mà cô chú đã có ý rất là tốt, thì dù được hay không con xin cảm ơn chú và tất cả mọi người ạ. Dạ, xin chào. Chị có câu, chị có cái gì nói với mọi người không? Hùng có cái gì không con, hay là Hương có gì không ạ? Chẳng còn biết nói gì hơn, thì tôi cũng tâm sự là trước là nhờ chú, sau là nhờ toàn khán giả bên đấy ạ. Dạ, cảm ơn chị. Bác các chú nói chung là nhận được cái thông tin này thì giúp gia đình tôi ạ. Dạ. Rồi Hương, con có gì để nói không? Con cũng xin nói tới tất cả khán giả của đài là mẹ con thì đã bị bệnh tầm hơn chục năm nay rồi. Ồ. Thì con cũng mới chữa được khỏi được 1 năm nay thôi, À. nên là những câu nói còn rất hạn chế, thì xin mọi người thông cảm.
giúp đỡ cho gia đình con. Nhà. Rồi Hương, Hương có gì không con? Có điều gì muốn nhắn nhủ đến không? Con cũng chẳng biết nói gì, con chỉ mong làm sao cảm ơn Chúa đã giúp đỡ tại vì gia đình nhà con, và con mong tất cả mọi người chia sẻ giúp đỡ gia đình nhà con sớm tìm được em ạ. Này, cảm ơn Hùng, con có gì nhắn nhủ cho em Lan không? Với con mẹ con thì thực ra con chỉ mong làm sao mà cũng như là người vợ của mẹ con và các chị, thì chỉ muốn là biết là em nó vẫn đang sống và cuộc sống của nó như nào, giờ nó không chỉ cần nhìn thấy nó thôi. Còn về chương trình thì thực sự cả gia đình thì cái lời cảm ơn thì nói là cảm ơn không biết bao nhiêu cho đủ cả, cũng chỉ mong tất cả mọi người xem chương trình và cũng ủng hộ chương trình để làm sao mà có nhiều những cuộc sống và hoàn cảnh khác nữa có thể tìm đến và nhờ qua kênh của chú hay là của mọi người có thể là giúp đỡ được cho rất nhiều người được. À, xin xin cảm ơn chị Sơn và các cháu đã có những cái điều tâm sự gửi đến cho tất cả khán giả của Việt Nam Today và bà con cô bác của Paris Ánh Sáng, và xin quý vị khán thính giả và bà con cô bác gần xa xem clip này, nếu cảm thấy như thế nào thì xin cho ủng hộ kênh Việt Nam Today và Paris Ánh Sáng để có những cái lời động viên để có thể làm tốt hơn, để có thể kết nối yêu thương giữa người Việt trong nước và người Việt ngoài nước. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta cần nên làm. Nếu có thể làm được thì chúng ta cần giúp đỡ nhau để đùm bọc. Đây cũng chỉ cũng là con hồng cháu lạc thôi đấy. Và xin 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 nói với là chị và các cháu là em chỉ có phần nửa dòng máu thôi, chỉ có phần nửa dòng máu Việt thôi đó. Em là người 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 con lai à, đó. Rồi thôi, bây giờ xin kính chào quý vị khán giả của kênh Văn hóa Việt Nam TV và Paris Ánh Sáng đã cùng theo dõi cái câu chuyện này của gia đình chị Sơn và các cháu, và của chúng kênh của chúng tôi xin chào thân ái, và xin quý vị khán giả và bà con cô bác gần xa tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của tôi đi tìm bé cháu Lan cho chị gia đình chị Sơn và cháu Hoài, Hương và Hùng. Đây là nguyện vọng của gia đình và tôi cố gắng làm tất cả những gì tôi có thể làm được để đem đến cái hạnh phúc. Hạnh phúc của gia đình cũng là một cái hạnh phúc cho bản thân tôi. Xin kính chào quý vị khán thính giả, kính chào bà con cô bác gần xa. À, xin chào.